chạy nha. Chạy nhá. Ngon. Ở đây sẽ đường like hướng dẫn các bạn đi qua các khu vực. Ở đây có tổng cộng là gồm bao nhiêu loại bột đấy? Ở đây mình sẽ có 5 loại bột. Là những loại bột gì? Có bột matcha, bột sữa, bột sô-cô-la, bột sầu riêng, bột banh mô. Anh mọi người cũng thấy step 1 là chúng ta sẽ chọn bột sữa. Ta-da. Thôi theo như lời hướng dẫn của anh thì Việt Thi sẽ chọn bột sữa. Là nó là bột sữa luôn, là bột sữa đó. Anh muốn chọn bột sữa gì, bột sữa, bột sô-cô-la hay là bột gì? Chắc là theo anh nghĩ review gọi là hướng dẫn thì anh bảo bột sữa ngon thì chắc là mình chọn bột sô-cô-la. Ủa là sao? Thì bây giờ mình phải làm hai cốc khác nhau chứ. Ngon. Còn bột sô-cô-la thì sao? Sô-cô-la mình sẽ dùng để sữa. Ok. Yeah. Wow, chúng ta sẽ có cái khay để đẩy ở đây. Step 2. Và đây là syrup. Syrup là siro đó. Ôi, cái này nó cũng phải có công thức đúng không mọi người? Nó phải có công thức vô đúng các kiểu thí nghiệm ý. Tại tự chọn theo ý mình cũng được. Còn nếu mà ngon chán đâu mình gắng chịu. Vậy thôi em sẽ uống đào. Ok. Ui, nhìn sợ nha. Ok. Em cảm giác là em muốn thử qua này đó. Thấy nó có vẻ thú vị. Thú vị không? Thú vị. Sau đó mình sẽ chọn đường. Chọn đường à? Thôi em sợ mập nó uống 30 đường thôi. Thôi em sẽ lấy 30 đường. Anh sẽ lấy 50 đường. Anh lấy 50 đúng không? Tại vì anh thấy là... Ủa sao 30 nó ít lắm luôn á? Hay nó lấy 50 đi cho nó sức. Đó, trời ơi. Mình phải có cái chính kiến của mình em ấy. Em lấy 30 đường. Tại em sợ mập lắm. Lấy giùm anh luôn đi. Anh lấy 30 luôn đúng không? Không. 50 đúng không? Không. Trăm. Step 4, chọn topping. Đây, mỗi topping có giá là 10.000. Ở bên đây thôi. Hay là tất cả mọi thứ? Tất cả đều đồng mình. Giá. Anh muốn uống gì? Nhanh đi không... Ok thôi, em sẽ lấy một kem sữa vậy. Em chỉ lấy kem sữa, mỗi kem sữa. Cái gì ta? Hay là anh lấy cái thạch chocolate? Cái này cũng được. Cái này á? Cái nào? Em muốn lấy cái thạch Việt Quốc này. Lấy đi. Coi lấy cái nào. Lấy cái này nha. Ta-da, thạch chocolate. Vậy là chúng ta sắp đi phẫu thuật được rồi. Đúng rồi. Sau cái này mình sẽ qua đây tính tiền. Thanh toán nè mọi người. Yeah. Ok. Xin chào chị. Cho em hỏi là ngoài những cái việc mà mình lựa chọn ra thì có món best seller ở đây á. Là cái món vàng. Vậy còn cái bubble gum này em nghe nó thấy nó cũng hay. Nó có vị như thế nào chị? Cái vị như vị ngọt, vị purple, nó như trên hình đó. Purple. Ủa là cái này là món mới đó. Đây là không, đây là cũng như là kiểu bestseller luôn. Vậy chị cho anh hôm nay anh chơi lớn không? Em cứ gọi đi anh chơi. Chị sợ cho ơi. Em một bơm mango nada với lại thêm một cái bubble gum nữa. Được không? Trời ơi, tiền winner mọi người. Ghê thiệt, công nhận. Mình cầm cái nào mà nó rung lên thì mình tới ngoài nhận nước. Có nghĩa ở đây có một cái đặc biệt là cầm cái này lên rung cả người xong rồi ra đây. Ngoài đây thì nữa. Let's go. Kiếm chỗ ngồi đi anh. Ok, vậy chúng ta sẽ ngồi dưới. Ê, anh đặt cái GoPro đây nha. Mười mấy nồi bánh chưng rồi. Bây giờ lần đầu tiên mới được ăn một cái uống loại trà sữa mà nó độc đáo như thế này. Trời, thấy chưa? Rung bật người bắt đầu đi ra lấy nè. Hú hộ đi. Ok, rồi anh để xuống đi. Okay. Ngại ngùng gì nữa. Xuống nha. Ok. Ok. Trời. Wow. Hoành tráng Việt luôn. Yeah, vậy là đồ uống của tụi mình đã ra rồi. Ở đây sẽ gồm có một ly purple gum. Đây là mango. Đây là mango nada. Mango nada và hai ly trà sữa tự chọn. Mà bọn mình đã gọi là gì ạ? Chọn nguyên liệu. Đây là người ta gọi là mix với nhau. Cái nào của anh, cái nào của anh? Cái này của em, tại cô em có kem này. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn có để ý không? Là cái phần mà nước mà tụi mình gọi cho menu ấy, rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Bubble gum nha, là còn... Anh nghĩ gì vậy? Bubble gum ấy là nó còn có cả kẹo dẻo nè, còn có cả kẹo phần kiểu rất là lollipop. Rất là lollipop. Còn cái này... Trời ơi, cái này siêu xinh luôn ấy, ý là kiểu nó... Ê, anh nhìn này nó hơi sợ ấy.
đây là ống hút, đây là ống hút. Còn hình như cái này, cái này là gì nhỉ? Anh thử đi. Thôi, nói chung là chúng ta bắt đầu thử đi. Bây giờ em muốn thử loại đồ uống của quán trước hay là cái mà mình đã... Em muốn thử cái của mình mix trước. Ok. 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 Và đây, tên của trà sữa này Việt Thi sẽ đặt là trà sữa Việt Thi. Tại Việt Thi làm ra mà. Không, nó tên là trà sữa đào mà. Trà sữa đào, thạch chê với Việt Quốc, kim chi 30 đường. Đó là công thức của Việt Thi. Mọi người hãy nhớ coi comment bên dưới thôi. Nếu như mà mọi người có đến đây thì thử công thức của Việt Thi coi có ngon. Chán lắm. Bây giờ em phải ăn uống ngon em mới giới thiệu chứ. Ừ, đúng rồi ha. Chờ phải. Lắc lên. Ok. Ok. Nói chung là nếu như mà cảm nhận của Việt Thi uống á thì nó thiệt là 30 đường nhưng mà nó vẫn hơi ngọt với Việt Thi. Nó vẫn hơi ngọt. Khỏi chọn đường luôn đi. Ừ. Ngon không? Ừ. Miếng đi. Ừ. Ừ. Nhưng mà nó chả, okay. Nó chả khác gì sô cô la bạc hà bình thường. Mà em thích cái vị này. Ừ. Nó là nó trắng đắng ấy. Ừ. Giá của hai ly này tổng cộng là 120. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ thưởng thức đến cái này là mango nada. Đây là mango nada và đây là bubble gum. Ủa nhưng mà cái này nó có cái gì vậy? Vậy? Không biết nữa. Em muốn thử. Mẹ. Mẹ. Không mà. Mẹ nó đẹp quá ha. Đúng rồi mẹ. Nhưng nó không phải để ăn đâu. Kiểu như là nó chỉ mút thôi em ạ. Mút thôi. Nó vô cái ống hút rồi. À đúng rồi. À đúng rồi. Đã có ống hút nữa nè. Đúng rồi, để ăn kèm thôi. Để quẩy á. Ngon ha. Ồ. Ngon ha. Còn đây là xoài. Ta-da. Trời ơi, nó chua. Nó chua mà em cứng họng luôn rồi nè. Chua mà chảy nước miếng. Mình sẽ thử món mango nada. Vị xoài mà. Nhưng mà nó có vị mặn mặn của cái me nữa. Lạ lắm, lạ lắm. Ăn thử đi. Anh thích cái này. Vị anh yêu thích. Vậy hả? Anh thích xoài hả? Anh thích xoài. Anh thích xoài với cả táo. Ồ, ngon vậy. Nói chung mà tụi mình mới vừa thử món mango nada này á, thì cái việc đầu tiên tụi mình ăn cái miếng xoài này rất chua. Nó chua mà nó chua mà nó rưng nước mắt như vậy. Còn anh là vị yêu thích của anh, anh thử review coi. Cái vị này là thực sự là nó rất là kiểu như là sao nhỉ? Mát. Nó rất là mát và kiểu như là nó rất là cái rõ cái vị của xoài ấy. Ừ. Nhưng mà anh đang thắc mắc là cái màu đỏ đỏ kia là gì mà sao anh có cảm giác nó cứ cay cay ta? Sao em... Ủa cay đâu? Ủa là sao? Có khi nào là do cái miếng me đó không? Cái me này nè, đó cho nên nó rất là lạ. Vị thì cũng không biết phải giải thích cái vị này như thế nào. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với món bubble gum. Biết bài của chị Hiên nào? Ăn đi. Thử đi. Có cái này là... Đây là bubble gum. Kem cheese đúng không? Ừ, này kem cheese. Còn nó vẫn hướng nữa. Cái này móc là hướng. Nếu như mà kem cheese thì chắc mọi người ai cũng biết rồi, nó có vị phô mai. Wow. Sao vậy? Ngon cực. Nó mà không ngon thì em bắt gì vậy anh? Ngon cực, anh uống thử đi. Trời ơi. Nó... Ôi, nhưng mà cái vị bubble gum này thì mấy bạn ăn cái kẹo, cái kẹo cao su mà. À, biết mà bỏ, đúng rồi. À. Đúng rồi. Đâu có giống đâu. Giống. Mọi người ăn cái vị màu xanh nước biển á. Em tại là một fan của... Em cũng là fan của Bicobon. Mọi người vào đây uống với em cái. Nói đi em. Anh Winner thì nói là nó không có giống cái kẹo cao su mà Bicobon không của có giống. Viên màu xanh nước biển. Còn Vicky nó rất giống luôn. Nếu như mà mọi người muốn thưởng thức hoặc là muốn coi là ai đúng Vicky Winner, ai đúng thì hãy comment bên dưới cho Vicky biết. Và cũng như là hãy đến đây thưởng thức nha. Nó không có giống. Giống. Nhưng mà anh cảm giác là em đã bào ấy. Đã bào xong rồi nó... Mà thật ra là nếu mà của cái vị này lâu ấy, nó hơi bị ngán. ấn ở cổ ấy, ngán đến cổ ấy.
ấn vào cổ. Ừ. Thì giá của ly bubble gum này là 49.000. Còn ly 55. Mango Nada này là 55.000. 55. Ví dụ như bây giờ trong 4 ly này đi, thì anh sẽ chọn ly nào? Nếu mà cái lòng tự cao của anh nó cao ấy thì chả tất nhiên là anh sẽ chọn ly của anh. Nhưng mà nếu mà để nói về công tâm ấy thì anh sẽ chọn ly này. Tại vì thật ra là anh rất là thích vị cái các loại nước trái xoài, các loại nước trái cây ấy. Ví dụ như là có nước anh thích các loại nước như kiểu có vị táo này, xoài này, chuối. Cực kỳ thích chuối nha. Còn em? Còn em hả? Đối với em thì chắc là em sẽ thích cái bubble gum này nhất. Tại vì cái vị của Big Bubble ấy, thường thường mà mọi người ăn đó là mọi người đã rất ghiền rồi. Big Bubble ngựa. Big Bubble màu xanh nước biển á. Đó, thì mọi người ăn là mọi người đã rất ghiền rồi, nhưng mà cái vị này nó cũng có chút thay đổi, nó không có bị ngọt ngắt như vậy, với lại nó có thêm một cái lớp kem cheese nữa. Thì nhưng mà nếu mà uống nhiều thì sẽ bị ngán. Cho nên là không, nhưng mà vẫn thích như vậy. Anh vừa ăn lại này xong ấy. Hả? Nó có vị ngọt là một rồi nhá, mà nó có vị mặn nữa cơ. Thì em nói hồi nãy nó có vị mặn nữa đó. Đó thì em mới nói. Đó thì hai tụi mình vẫn chọn cái loại nước mà có nằm trong menu nhiều hơn. Còn cái này, còn cái việc mà mix cái trà sữa lại nó vẫn thì làm trong phần hên xui. Thì Việt Thi thấy là nó cũng như là những cái loại trà sữa bình thường á, ý là mình cũng mix, mình cũng uống như là trà sữa bình thường, nhưng mà cái công thức, cái giai đoạn mà khi mình làm nó vui hơn, nó độc đáo hơn thôi. Đó, nó là như vậy. Okay. Bây giờ tụi mình đã tia được thử anh quản lý, tia được anh quản lý là anh chủ quán ở đây rồi. Bây giờ mình thử qua mình hỏi với ảnh làm sao mà có những cái ý tưởng hay như vậy. Go. Đây đúng không? À dạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Có làm sao mà anh có thể mà có ý tưởng để mở lên một cái quán trà sữa ống nghiệm vậy? Thì ý tưởng của cái mô hình NTT Lab này á, là chủ đầu tư của anh là một Việt kiều Mỹ. Thì ảnh có những ý tưởng từ nước ngoài du nhập về. Tại vì những cái mô hình này rất là hay, ở nước ngoài đã có lâu rồi, nhưng mà ảnh thấy ở Việt Nam mình chưa có. Nên ảnh đã mang ý tưởng này về để cho các bạn trẻ có trải nghiệm nó. Em có một chút thắc mắc đó là cái ống nghiệm mà để đựng bột các thứ ấy, thì có những cái thì nó sẽ là bằng nhựa, có cái đựng đường thì nó là bằng thủy tinh. Không biết là cái làm bằng nhựa ấy, thì có khi nào mà nó chảy ra, hay là mình sẽ tái chế mình sử dụng lại, hay là mình dùng xong mình sẽ vứt? Cái nhựa này á, thì bên anh sử dụng là nhựa BB. Nhựa có thể sử dụng được trong y tế, trong cuộc sống hàng ngày của mình được. Cái nhựa này có thể là tái chế lại. Bên anh thì trong khoảng thời gian là một tháng thì bên anh sẽ bỏ toàn bộ. Bên anh sẽ bỏ, nói dưới bỏ là không phải là bỏ ra bên ngoài môi trường để có thể là làm hư hại gì đó. Thì bên anh sẽ liên hệ với bên sở môi trường để họ thu gom lại toàn bộ, để họ tái chế lại làm những cái chậu cây hay là những cái gì đó để giúp cho cuộc sống của mình. Dạ vâng. Nghe với thiên liêng quá, nghe mà thấy thích luôn. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ. Yeah, là chúng ta đã có một buổi trải nghiệm ở quán NT Drink. Thì em cảm thấy như thế nào? Em có ý là có khúc mắc gì hay là có điểm trừ gì cho quán không? Đối với em thì quán khá là perfect, khá là kiểu không có khuyết điểm nhiều ấy. Nhưng mà trà sữa mà cái việc tự lựa chọn trà sữa ở đây thì em thấy nó hơi khá là bình thường. Cái vị trà sữa ở đây nó khá là bình thường, với lại việc cái ly ấy, nó cũng không có được đẹp mắt cho lắm. Cho nên là đó chỉ là không, nếu như mà 100% đó chỉ là 0.5% mà điểm trừ của em. Có một điểm rất là hay ở quán, đó chính là quán thì có một cái không gian rất là rộng rãi, thoáng mát. Có lẽ là đủ để cho có một buổi họp mặt nho nhỏ, hoặc là nói chuyện họp nhóm lớp ở đây. Rất là rộng luôn ấy, nên là mọi người có thể đến đây uống nước và nói chuyện này nọ cũng ok. Sao xạo nãy nói với Việt Thi là không gian rộng vậy thì cảm thấy là bị cô đơn, lạc lõng, không ấm cúng. Đấy là khi mà mình đi một mình thì mình sẽ cảm thấy chạnh lòng giữa dòng đời xô đẩy, đúng không? Nhưng mà anh vừa đang nói là mọi người có thể đi cùng với nhau thì sẽ vui hơn, ví dụ như là chúng ta. Và cái tiếp theo một điểm cộng nữa là để bù lách lại cho cái 0.5 hồi nãy, là các anh chị nhân viên phục vụ rất là dễ thương, cởi mở, xong rồi còn kiểu hướng dẫn tận tình từng chi tiết. Tuyệt vời luôn.
Thế à, mọi người không biết là Winner cũng là một đứa bé rất là đáng yêu. À, đôi khi đến đây nhìn những cái ống tiêm và cái ống nghiệm đấy thì làm cho những bé như Winner, những bé bé hơn Winner luôn cảm thấy một phút nào đó sợ sệt. Bé Việt Thi có an ủi được tâm hồn không? Việt Thi suy nghĩ chứ là đúng như anh không ý nói. Là như thế đấy. Ý là như thế đấy. Ừ, ý là kiểu như là có những cái có những người anh biết là có những bạn ấy sợ có cái hội chứng sợ kim tiêm này, sợ những cái vật dụng mà liên quan đến y tế, đôi khi mà vào trong quán ấy biết đâu lại ngất xỉu giữa quán thì không ai biết được. À, ở đây còn có một cái nữa đó, chính là không những có đồ uống mà còn có bánh ngọt để ăn kèm nữa, cho nên rất là cực kỳ là tiện lợi luôn. Ừ, nếu như mà trên trong 5 sao thì Việt Thi sẽ đánh giá. Thì nghĩ quán này khá là perfect cho nên Việt Thi sẽ đánh giá là 4 sao. Ồ, còn anh thì anh sẽ đánh giá sao nhỉ? 3.5 đi. Em cũng thấy nó là một con số cũng khá ok. Yeah, okay. Mọi người nên đến đây để có thể thử hai món best seller ở đây cực kỳ ngon luôn. Yeah. Và biết đâu mọi người nếu mà có dịp cơ hội đến đây thì hãy thử hai công thức của Việt Thi cũng như Winner nhá. Cuối cùng thì tập ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Mọi người nhớ rằng hãy like, share and subscribe kênh YouTube của Vi Hành Cùng Sao nhé. Và nhớ rằng hãy ủng hộ cho Việt Thi cũng như là Winner trong chặng đường sắp tới nha. Bye.